Chào các bạn, trong phần video này thầy tiếp tục thực hiện chương trình hóa học lớp 11 sách mới và tài liệu này thầy soạn dùng cho cả ba bộ sách nha. Và chương thầy thực hiện chính là chương 3 đại cương hóa học hữu cơ. Phần video này thầy tiếp tục thực hiện chuyên đề 3 à, đó là dạng 2, dạng 1 thầy làm gọi nha. Dạng 2 lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Đây là dạng bài tập tính toán. Thì trong phần video này thầy sẽ hướng dẫn cái này nha. Thì trước khi vào hướng dẫn thầy cũng giới thiệu luôn đây là cuốn tài liệu, à, mỗi chương thầy sẽ in ra một cuốn tài liệu như thế này à, và cuốn tài liệu này là cuốn file đề nha có file đề và file bài giải file đề cuốn này là 121 trang à, 121 trang thì thầy giới thiệu về tài liệu cho chúng ta nắm có file đề và file bài giải nha 121 trang à, thì trong file đề có tóm tắt lý thuyết có hướng dẫn cách giải đối với dạng bài tập à, có sẵn chúng ta chưa hình ảnh trong file thì hình ảnh màu nghe. in ra thì bị hơi trắng đen tí xíu đó thì hướng dẫn cho chúng ta có đầy đủ lý thuyết đây là pha 121 trang khoai đề nha còn đây là khoai bài giải 189 trang thì chương này tương đối nội dung thì cũng ít đó đó thì đây là khoai bài giải 189 trang có hướng dẫn lời giải chúng ta không hiểu thì chúng ta được trợ giúp và làm sao để nhận tài liệu này thì khi tham gia trợ giúp học tập khi tham gia trợ giúp học tập thì chúng ta được nhận tài liệu trong một năm học và đặc biệt được thầy giúp đỡ khi chúng ta không hiểu bài rồi bây giờ trở lại vấn đề à, chuyên đề 3 công thức phân tử hợp chất hữu cơ và dạ hôm nay là dạng lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ <laughs> rồi đây lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ thì để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ thì mỗi tài liệu có sẽ biên soạn khác nhau như thầy tóm gọn ở đây là có hai cái cách hai cách để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ hay nói khác đi xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ đó. xác định nó c mấy h mấy o mấy là mấy gì đó thì ở đây chúng ta giả sử công thức phân tử hấp chất hữu cơ có dạng công thức là CXHIOZNT, đây là công thức tổng quát. thì cách 1 dựa qua công thức thông qua cái công thức đơn giản nhất công thức đơn giản nhất là công thức nó chỉ biểu diễn được cái tỷ lệ số tỷ lệ số nguyên tử thôi thì ở đây chúng ta tìm tỷ lệ số nguyên tử giữa carbon hydrogen oxygen nitrogen tìm dựa vào công thức đó là À, tỷ lệ nguyên tử carbon chính là phần trăm khối lượng carbon chia mà lớn nó 12 phần trăm khối lượng hydro chia mà lớn hydro là một phần trăm khối lượng oxygen chia mà lớn nó 16 phần trăm khối lượng của nitrogen chia mà lớn nó 14 14 thì đây hoặc là không cho phần trăm chúng ta có khối lượng chúng ta lập theo khối lượng vẫn được à, lập theo khối lượng à, cùng khối lượng MC c chia 12 mh chia 1 MO chia 16 thì sau khi có công thức đơn giản nhất rồi thì chúng ta sẽ ra được cái công thức phân tử Dựa vào M lớn Dựa vào M lớn Làm gì làm phải có M lớn nha Thì đây thì giới thiệu sơ bộ thôi Xong giới thiệu công thức thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm nha Xong phần giới thiệu công thức hướng dẫn làm Cách hai Dựa trên công thức tổng quát Có nghĩa dựa vào công thức tổng quát này luôn Chúng ta đập tỷ lệ à, Đập tỷ lệ <laughs> Có nghĩa là 12X à, 12X Đây là Của carbon nha Carbon Trên phần trăm C Y trên phần trăm H, 16 Z trên phần trăm oxy, 14 T trên phần trăm N và nó bằng luôn là M của hợp chất hữu cơ, hợp chất này gọi là hợp chất A, hợp chất cơ A trên trăm, thì đây chính là cái công thức, nha. mấy cái này nó bằng nhau hết, bằng nhau. À, ở đây là nếu mà không có phần trăm thì có M này cũng được, M C, M H và M A, thì đó, được chưa? thì chúng ta có công thức này, hoặc tính nhanh, tính nhanh luôn, có nghĩa là chúng ta tính thẳng luôn, X này bằng mấy y này bằng máy z này bằng máy t này bằng máy dựa vô công thức trên đây nè công thức đây công thức dưới đây là chúng ta suy si ra nha suy si ra này. chẳng hạn chúng ta tính được x này muốn tính x thì chúng ta sẽ lấy là phần trăm c dục lên 12 chia xuống vậy là phần trăm c chia 12 nhân cho ma chia trăm tương tự y cũng vậy thì chúng ta sẽ được công thức tính nhanh này ngoài ra còn một số công thức tính khác à, thực ra còn một số công thức tính khác còn rất nhiều đây là cái lưu ý để chúng ta làm nha không thể nào giảng hết lưu ý Tại vì khi giảng hết cũng không có nắm được Khi nào chúng ta bắt tay vô làm chúng ta gặp dạng đó thì chúng ta mới nắm nha Còn trường hợp thiếu dữ kiện biện luận như thế nào thì ở đây vẫn có luôn nha Có đầy đủ cho chúng ta ở đây à, Đây là cái phần tóm tắt cái, cái phần bài giải chúng ta thầy có ghi sẵn trong đây hết Bây giờ bắt tay vào làm bài tập để chúng ta nắm Rồi lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ Dạng hai đây Thì muốn lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ thì chúng ta phải tính nước mà lớn À, tính em mà lớn thì đa phần bây giờ người ta chạy vô cái máy phổ em mà ít á phổ khối lượng đó thì chúng ta sẽ ra được em à, mà lớn nhưng một số bài thì không cho phổ thì chúng ta phải làm à, thì đầu tiên câu một này xác định phân tử khối xác định mà lớn à, chúng ta phải xác định mà lớn chúng ta mới làm được nha còn một số bài không có mà lớn thì phải biện luận tùy theo từng bài rồi phân tử khối của A gấp phân tử khối của hydrogen 44 lần. Vậy MA bằng 44 lần M hydrogen. À, vậy là bằng 44 nhân 2 bằng 88. Mấy này cũng dễ thôi nha. Rồi. Ý B, tỷ khối hơi của B so với helium bằng 45. Tỷ khối hơi của B so với helium à, bằng 45. Tỷ khối chính là tỷ lệ M lớn á, những cái M lớn của B chia M lớn của helium bằng 45. À, từ đây chúng ta suy ra được M lớn của B bằng 45 nhân M lớn của Heli. M lớn Heli là 4. À, 45 nhân 4 bằng 180. Đó. Đây là một số cách để chúng ta tính M lớn. Hợp chất C có tỷ khối hơi so với không khí. Tỷ khối hơi. Bây giờ thầy khỏi ghi đây nữa nha. Tỷ khối hơi so với không khí có nghĩa M lớn của C cho với M lớn của không khí

Đây là một số cách để chúng ta xác định thôi Rồi Ý đây Thể tích hơi của 1 phết 11 gram chất D Bằng thể tích Của 0 phết 48 gram khí oxy Đo trong cùng điều kiện, đo trong cùng điều kiện. Thì khi đo trong cùng điều kiện á, có nghĩa là lúc này người ta so sánh hơi chất D với hơi khí oxy. Có nghĩa là lúc này chúng ta được mol của D bằng mol của khí oxy. Mà mol khí oxy thì bằng M nhỏ chia M lớn 0,48 Chia M lớn oxy là bằng 32 à. 0,48 chia 32 Bằng 0,015 0,015 Rồi chúng ta có gam của D này Chúng ta tính được M lớn của D Đây là một số cách tính M lớn Bằng 1, 1, 1, 1,1 1,11 chia 0,015 Mà mà nhỏ chia mà lớn thôi 1,11 chia 0,015 bằng 74. Đó. Và một cách đơn giản nhất là dựa vô cái máy 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 phổ MS à, người ta đo sẵn chúng ta kết luận thôi. Đây, giá trị MS MS lớn nhất mà chưa xác lớn nhất thì suy hợp chất hữu cơ E này M lớn của E bằng 72. Đó, đó là cách để chúng ta xác định M lớn chưa vào bài nha. Rồi giờ bây giờ vào hai bài này, có hai cách để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ nha, có hai cách để lập. Thầy sẽ làm cả hai cách luôn nha. Làm cả hai cách. <laughs> Rồi, câu 2. Caffeine à là chất kích thích tự nhiên màu trắng, có vị đắng, à, xuất hiện ở trong khoảng 60 loại thực vật bao gồm lá trà, hạt cà phê hạt ca cao. Hàm lượng caffeine có trong đồ uống thực phẩm là khác nhau. Nguồn caffeine phổ biến trong thực phẩm của con người là từ trà cà phê soda sô cô giúp tăng mức độ kích thích giúp tâm trạng của người trở nên hưng phấn khiến cơ thể hết mệt mỏi với cho nên hưng phấn hơn giúp tăng khả năng ghi nhớ khả năng phản xạ thành phần phần trăm để đây, 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 nội dung chính là chỗ này nè nghe thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố caffeine như là ở đây là carbon à, 49,48 phần trăm carbon 5,15 phần H 28 87% nito còn lại là oxygen Phổ MS của caffeine được như hình bên đây, người ta kêu xác định công thức phân tử. bài này thầy làm cả hai cách nha, làm cả hai cách cho chúng ta nắm. Cách 1, dựa vào thông qua các công thức đơn giản nhất á, Dựa vào công thức đơn giản nhất hay là công thức thực nghiệm đó. Thì ở đây người ta cho phần trăm carbon, phần trăm hydro, phần trăm nitơ chúng ta tính được phần trăm oxy nha dựa vô phổ nè. À, ta có luôn đi ta có em mà lớn của cà phê in em mà lớn của cà phê dựa vô phổ thì chúng ta sẽ thấy nó bằng 194 nha Đây là giá trị đây 194 mươi bốn. mấy cái tín hiệu này nó nó không 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 bền nha tín hiệu này nó yếu chúng ta phải bỏ qua nãy thầy nói rồi đó em mà lớn 194 194 rồi phần trăm của oxy trong caffeine, còn lại là oxy nè, tổng là 100% trăm nên trăm, chúng ta trừ ra. Vậy là chúng ta lấy 100, chúng ta trừ ra của carbon là 49 48. Chúng ta trừ cho hydrogen là 5 15, chúng ta trừ cho nitrogen là 28 ph 87. Thì chúng ta sẽ được là oxygen à, Trừ ra chúng ta được oxygen. <laughs> 100 trừ cho 49 ph

bằng 16,5 phẩy à, 16,5 phần trăm rồi chúng ta <laughs> gọi công thức tổng quát nha gọi công thức tổng quát của cà là CXHIOZNT nha rồi chúng ta có tỷ lệ nè ta có ta có tỷ lệ x y z t công thức nãy đó bằng phần trăm của c trên 12 phần trăm của h trên một phần trăm khối lượng đó, chúng ta thầy bỏ khối lượng nha phần trăm oxy trên 16 và phần trăm nitơ trên 14 rồi chúng ta thế vào thôi bằng 49,48 trên 12 oxy là 5 Phép 15 trên 1 à, Ê này hydrogen 5 15. Oxygen là 16 5 trên 16 Nitrogen là 28 phép 87 trên 14 Rồi chúng ta tìm ra tỷ lệ Rồi sau đó thầy hướng dẫn cách tìm tỷ lệ nguyên nha Chúng ta phải tìm được tỷ lệ nguyên nha 49 phép 48 chia 12

2,006 2,06 Rồi cách tìm tỷ lệ nguyên như thế này nghe Thầy chỉ cách tìm tỷ lệ nguyên Để tìm tỷ lệ nguyên chúng ta chia số nhỏ nhất trong đây Chia số nhất trong đây, người chia số này nè Nó chia cho nó ra được 1 được chưa? Bây giờ tháng này chia nó 4,12 Chia cho 1,03 1,03 Bằng 4, vậy đây là 4 Rồi 5,15 chia 1,03 5,15 chia 1,03 bằng 5 à, 4, 5, 1 Và cái này chia cái nó bằng 2 Được chưa? Thì chúng ta tìm được cái tỷ lệ à, Tỷ lệ nguyên tử Rồi chúng ta suy ra được cái công thức Công thức đơn giản nhất nha Là C4H5O1N2 Đó Rồi sau đó suy tiếp Công thức phân tử có dạng là C4 H5 O1 N2 N lần à, Tại vì công thức đơn giản nhất này là công thức người ta đã đơn giản bao nhiêu lần đó N lần lên Rồi bây giờ dựa vào mà lớn ta có M lớn 194 nghe M lớn bằng 194 Mày mà M lớn bằng cái gì chúng ta cộng này lại Đây 12 x 4 Cộng 5 x 1 Cộng 16 Cộng 14 x 2 Nhân cho N nó bằng 194 rồi si ra n con người ta đã đơn giản bao nhiêu lần này rồi à, ra n rồi chúng ta bấm thôi nguyên cục ở trong 12 nhân 4 cộng 5 cộng 16 cộng 14 nhân 2 97 à, 97 thì dục qua chia vậy là 194 chia 97 bằng 2 trình nào bằng 2 n bằng hai chúng ta kết luận nghe vậy vậy công thức phân tử của cà phê in là vậy là sẽ là c 8 n bằng hai nghe c 8 h 10 o 2 n 4 thì đây chính là công thức phân tử của cà phê à, thì đây là dựa vào công thức đơn giản nhất à, chúng ta phải nắm được cả hai cách nha tại có một số bài á người ta cho chúng ta chúng ta không có tính được mà lớn chúng ta phải biện luận à. rồi cách hai thì rất là đơn giản nha cách hai cực kỳ đơn giản làm cách hai bên đây nha cách hai cách hai thì chúng ta dựa vào công thức nha ta có chúng ta vẫn tính phần trăm oxy nãy gọi nha ta có phần trăm c trên 12 <laughs> chúng ta dựa công thức nè thì chỉ dựa vào công thức bên đây nè để chị cho biết luôn nè thầy đang ghi ngược à, 12 x trên phần ngàn trăm c nghe hoặc là mười 12 x cũng được nữa là đi theo thức đi vậy là 12 x trên phần trăm c à. chúng ta ghi ngược lại cũng không sao hết chứ y nè trên phần trăm h nè tới oxy là z nè trên phần trăm 16 z nè trên phần trăm oxy nè tới nitơ là 14 t nè trên phần trăm n nè và bằng m lớn nè tổng cái này là bằng trăm nè cộng trên đây chính là m lớn cộng đây là bằng trăm thì chúng ta ghi công thức này ra thôi thực ra chúng ta xài công thức tính nhanh nó sẽ gọn hơn từ đây chúng ta suy ra x nè suy ra x công thức tính nhanh nó còn dễ nhớ hơn công thức này nữa nghe x thì chúng ta sẽ được là phần trăm C trên 12 nhân cho M lớn chia trăm. Rồi thầy sẽ ghi luôn. Y bằng phần trăm H chia 1 nhân M lớn chia trăm. Đây là công thức tính nhanh đó. Z bằng phần trăm O chia 16 nhân M lớn chia trăm. T bằng phần trăm N chia 14 nhân M lớn chia trăm thì công thức này từ trên đây ra. À, nhưng mà cũng vậy, nó dễ nhớ công thức trên đây nữa. À, chúng ta thấy nè. X chính là C phần trăm C chia 12. Y chính là H phần trăm H chia uh, một, Z chính là Oxy, phần trăm O chia 16. T chính là phần trăm nitrogen chia bốn Rồi. Thì chúng ta thế vào đây chúng ta sẽ tính thôi. Phần trăm carbon hồi nãy đề bài cho là 49.48 chia 12 nhân một, nhân 194 em mà lớn 194 nãy nghe chia cho 100. Rồi chúng ta bấm ra chúng ta tìm được C máy luôn. Hồi nãy cái C8 đó, chúng ta bấm cái C8 là đúng. 49 Phết 48 chia 100. Nhân cho 194 chia 100. Uh, gần bằng nha Ủa này bị, bị nhầm rồi phần trăm C chia 12 Ủa sao chia 100 phần trăm C chia 12 Mình sẽ ra kết quả rồi bằng nè 7,999 nè là bằng 8 rồi tiếp tục đỏ bên kia phần trăm H chia 1 phần trăm H là nãy cho là 5 phết 15 5 phát 15 Rồi bằng 9 99 bằng 10 nè Cái này bằng 10 nè H10 nè Tới oxy Phần trăm oxy nãy chúng ta tính ra được là 16 phát 5 Cái này chia 16 nè 16 5 Rồi bằng 2 nè 2 bằng 2 Đó tiếp tục ở đây T chính là nitơ nitơ nãy đề bài cho là 2887 chia 14 công thức này dễ nhớ công thức nhanh dễ nhớ nha 28,87 28,87 rồi sẽ ra 4 ra 4 rồi chúng ta kết luận luôn kết luận công thức phân tử của caffeine là C8 H10 O2N4 Thì đó Thì cái cách này sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha Nhanh hơn rất là nhiều Rồi bài tập thì còn rất nhiều dạng nha Đây là dạng mấy bài tập bây giờ hiện đại bây giờ à, Thầy cũng cũng soạn luôn một số bài tập xưa ngày xưa nghe, Phải biện luận này nọ đầy đủ cho Có rất nhiều dạng bài tập cho chúng ta Cả bài tập tự luận bài tập trách nghiệm nha. 8 Tám mấy gần chín chục câu nha Nhiều lắm của dạng hai không á tám mấy chín chục câu Dạng một cũng tám mấy 90 câu luôn. hai à, dạng gần 200 câu. Rồi thì đó thì uh, hướng dẫn sơ bộ để chúng ta làm. Rồi thầy kết thúc video tại đây nha.